Lãnh đạo các địa phương cho biết, lực lượng chức năng đã tạm thời cấm đường, không cho phương tiện xuống cầu phao, lý do là mực nước sông Hồng đang dâng cao, nhiều cây cối vật cản trôi mắc vào, gây áp lực quá mức an toàn cho phép với cầu phao dã chiến này. Việc đóng cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới. Một người dân ở gần đầu cầu phao phía huyện Tam Đông cho hay, lối xuống cầu phao đã được lực lượng chức năng rào chắn. Hiện trên địa bàn đang có mưa to, nước sông Hồng đã dâng lên cao hơn so với sáng cùng ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát hai tin cảnh báo đợt lũ mới trên sông Hồng và các sông nhỏ chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Trong bản tin mới nhất, cơ quan khí tượng cho biết đến 18 giờ, mực nước sông Hồng tại Yên Bái đã lên mức 31,13 m, cao hơn 0,13 m so với mức báo động 2. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ ở Yên Bái tiếp tục lên mức báo động 3. Đến khoảng 8 giờ sáng mai ngày mùng 2 tháng 10, lũ trên sông Hồng tại tỉnh Yên Bái có khả năng đạt đỉnh cao hơn báo động 3 khoảng 0,8 m. Trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, mực nước sẽ hạ dần nhưng khả năng vẫn ở trên mức báo động 3. Các diễn biến trên thượng nguồn như vậy đã và đang đẩy mực nước cũng tức là tốc độ dòng chảy ở sông Hồng đoạn cầu Phao Phong Châu lên cao. Sáng ngày mùng 1 tháng 10, khu Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 30 tháng 9 đến 8 giờ ngày mùng 1 tháng 10 có nơi trên 140mm như Tả Giang Phình, tỉnh Lào Cai 258,8mm, Mỏ Vàng, tỉnh Yên Bái 206,8mm, Quảng Khê, tỉnh Bắc Cạn 147,2mm, Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 254,8mm. Trong sáng cùng ngày, các khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa, mưa vừa và giải rác rông cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều cùng ngày đến ngày mùng 2 tháng 10, Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, hứng đợt mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 mm đến 70 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm trên 6 giờ. Ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo lũ trên sông Thao mực nước trên sông Thao, sông Hồng lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 1 tháng 10, mực nước trên sông Thao tại tỉnh Lào Cai là 80,04m, trên báo động 1, 0,04m. Tại tỉnh Yên Bái là 27,03m, dưới báo động 1, 2,97m. Đến ngày 2 tháng 10, mực nước sông Thao tiếp tục lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái khả năng đạt mức báo động 2 đến báo động 3 mực nước tại Yên Bái ở mức báo động 2 với dự kiến xả của thủy điện Đồng Sung là 2.500 mét khối một giây. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trong những giờ tới, đặc biệt tại các địa phương dưới đây, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An. Vừa qua, đồn biên phòng Gari, huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo. Tường và nền khu nhà vệ sinh của một số hộ dân tại thôn Hồ Jút, xã Chơ Âm, nứt đôi, nguy cơ xảy ra sạt lở. Ban chỉ huy đồn biên phòng Gari đến hiện trường phối hợp với chính quyền xã Trơm, khảo sát khu đồi Ta Luy Dương phía sau khu tái định cư thôn Hờ Rút. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 7 đường nứt ngang trên hướng đỉnh đồi, mỗi đường có chiều dài từ 100m đến 150m, độ rộng từ 0,5m đến 1,7m, có vị trí sâu khoảng 1,7m. Lực lượng bộ đội biên phòng tại đồn biên phòng Gari, huyện miền núi cao Tây Giang, phối hợp với các lực lượng tại địa phương vừa sơ tán khẩn cấp 9 hộ với 34 nhân khẩu của thôn Hồ Dút, xã Trơm Âm đến nơi an toàn. Khu vực này xuất hiện các vết nứt đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Khu vực này được xác định là có nguy cơ sạt lở cao, gây nguy hiểm tính mạng, tài sản của 9 hộ dân với 34 nhân khẩu sinh sống phía đỉnh đồi. Cùng với đó, có 23 hộ với 91 nhân khẩu bị ảnh hưởng nếu xảy ra sạt lở. Đến 18 giờ ngày 30 tháng 9, các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đồn biên phòng Gari và công an xã Trơm cắt cử cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực này, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tại chỗ, kịp thời xử lý khi có tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Sáng mùng 1 tháng 10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát cùng 33 người khác tiếp tục với phần xét hỏi bổ sung tại phiên tòa, bị cáo trương mỹ lan giải bày cho rằng hai chiếc túi Hermes da cá sấu bạch tạng dù có tiền cũng không mua được nhưng nhờ tên tuổi của hai vợ chồng mới có nên bị cáo muốn xin lại hoặc nhờ con cháu đi kiếm tiền ở nước ngoài về trục lại. Tại tòa, các luật sư của bà Lan đã hỏi thân chủ mình liên quan tới các tài sản trong vụ án, đặc biệt là việc xử lý hai túi Hermes bằng da cá sấu bạch tạng đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Trước đó, bà Lan đã xin hội đồng xét xử trả lại tài sản này để làm kỷ niệm cho con cháu. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn bày tỏ mong muốn nhận lại hai túi Hermes bạch tạng. Về nguồn gốc của hai túi, bà Lan cho biết một chiếc được mua tại Italia và chiếc còn lại được một đại gia người Malaysia tặng. Cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát cho biết việc đấu giá hai chiếc túi sẽ tốn thời gian và khó có người mua. Bà Lan đề xuất nhờ người thân ở nước ngoài chuộc lại hai chiếc túi Hermes ra cá sấu bạch tạng vì đây là kỷ niệm của bà. Luật sư của bà Lan hỏi về tài sản tại số 29 Liễu Giai và các dự án khác. Bà cho biết nhiều tài sản là của riêng và sẵn sàng bồi thường. Do bà Lan chưa nghiên cứu kỹ các phụ lục trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã dành thời gian để bà tổng hợp lại và đưa ra phương án xử lý. Chiều nay hội đồng xét xử yêu cầu đại diện ngân hàng Techcombank cùng những người liên quan có mặt tại tòa để làm rõ thêm. Vừa qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định, lệnh của cơ quan an ninh điều tra nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn. Theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Trần Văn Công, 64 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương, Chu Đức Khương, 45 tuổi, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương, Mai Ngọc Tứ, 54 tuổi, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Trung, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Lê Đình Khoa, 50 tuổi, trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Xương, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính, và Nguyễn Văn Luyện, 55 tuổi, cán bộ địa chính Ủy ban nhân dân xã Quảng Trường, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính. Nhóm bị can được cho có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, ký hồ sơ giao đất trái thẩm quyền ở xã Quảng Chính, xã Quảng Thái và một số địa phương thời ông Công còn công tác. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, chưa công bố sai phạm cụ thể của từng người. Ông Trần Văn Công, giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương, nhiệm kỳ 2016 2021. Tháng 6 năm 2019, ông bị Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa cho thôi chức, điều động, giới thiệu để hiệp thương bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Tuy nhiên, ông không được Trung ương Hội Nông dân chấp thuận do không còn đủ thời gian công tác theo quy định. Ông công sau đó được chuyển sang làm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trước khi nghỉ hưu vào năm 2021. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.